Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng tên Lê Đức Lợi, chú thành phố Con Tùm, Lợi cho biết với chấp hành xong án phạt tù. Thượng úy Nguyễn Ngọc Quý được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Con Tùm. Hiện sức khỏe đã ổn định. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Vấn đề Thế Giới. Vừa rồi là một số tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. 28 học sinh ở huyện Miền Núi Khánh Hòa ngộ độc sau khi ăn cơm cuộn. Chiều 9 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn vừa có báo cáo ban đầu về vụ ngộ độc thực phẩm. Theo thông tin của trạm y tế thị trấn Tô Hạp, vào sáng cùng ngày, tại trường tiểu học thị trấn Tô Hạp có 4 em học sinh có triệu chứng mệt, buồn nôn, nôn, đau bụng, cầu phân lỏng nhiều lần. Trước đó, các học sinh ở trên ăn sáng bán hàng rong, gồm cơm cuộn, cơm nấm. Trước trường trung học cơ sở thị trấn Tô Hạp do bà Bùi Thị Lương tự làm tại nhà. Bà Lương thường làm đồ ăn tại nhà rồi buổi sáng bỏ vào thùng xốp mang đi bán cho các bé ăn sáng. Theo khai báo với cơ quan chức năng, bà Lương cho biết đã làm 114 suất cơm nấm và 28 suất cơm cuộn cho các cháu học sinh của trường mầm non, cấp 1, cấp 2 trên địa bàn thị trấn Tô Hạp. Sau đó các cháu có triệu chứng buồn nôn, nôn đau bụng, cậu phân lỏng nhiều lần và được giáo viên và người nhà đưa đến trung tâm y tế huyện Khánh Sơn xử trí ban đầu. Qua báo cáo nhanh, đến chiều cùng ngày đã có 28 học sinh nhập viện. Đến nay sức khỏe của các em học sinh đã tạm ổn định. Hiện trường tan hoang vụ nổ ở nhà máy giấy Bắc Ninh khiến 3 người thương vong. Ngày 9 tháng 4, tại cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ nổ lớn khiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương đang được cấp cứu. Cụ thể khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi các công nhân đang sửa chữa, bảo dưỡng máy móc tại công ty cổ phần giấy hưng lợi, cụm công nghiệp Phú Lâm thì xảy ra nổ lớn khiến anh Tài, sinh năm 1993, chú tỉnh Sơn La tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng xác định. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du và xã Phú Lâm đã có mặt khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo ghi nhận, ngay sau khi xảy ra vụ nổ lớn, phía công ty đã cắt cử người ra làm tường rào, ngăn chặn không cho người ngoài tiếp cận vào hiện trường. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần giấy hưng lợi đã bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính do không có giấy phép môi trường theo quy định. Theo đó, công ty bị phạt 320 triệu đồng yêu cầu đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời gian 4 đến 5 tháng từ tháng 1 năm 2024. Trước đó ngày 11 tháng 9 năm 2019, công ty Tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với công ty cổ phần giấy Hưng Lợi do ông Nguyễn Kim Tiến làm giám đốc do căn cứ tình hình thực tế xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy chưa được loại trừ hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Bắt giữ đối tượng tàng trữ súng AK, điều hành đường dây buôn vũ khí. Ngày 19 tháng 4, công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, phòng cảnh sát hình sự của đơn vị đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ. Hai đối tượng bao gồm Sơn Thanh Phong, sinh năm 2003, trú thành phố Hồ Chí Minh và Thạch Thanh Thịnh, sinh năm 1997, trú tỉnh Đồng Nai. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện Sơn Thanh Phong có tài khoản Telegram Long Phan Thiên chuyên quảng cáo giao bán các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, có công cụ hỗ trợ và các linh kiện, phụ kiện của các loại vũ khí. Ngày 6 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn Thanh Phong tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ một khẩu súng AK-47, 15 viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đấu tranh mở rộng cảnh sát đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của thạch thanh thịnh ở tỉnh đồng nai thu giữ nhiều tăng vật có liên quan như đạn bi đạn trì và các linh kiện vũ khí bước đầu các đối tượng khai nhận đã lập nhóm kín để liên hệ với nhau thông qua ứng dụng telegram zalo và sử dụng tài khoản trên kênh youtube để đăng tải quảng cáo và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ thiết lập đường dây mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường cất giấu các loại vũ khí tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng. Khi có người đặt mua, các đối tượng sẽ hướng dẫn khách hàng thanh toán trước hoặc chuyển tiền đặt cọc một phần vào tài khoản không chính chủ, rồi tháo rời các bộ phận vũ khí, công cụ hỗ trợ, ngụy trang trong hàng hóa rồi gửi cho khách qua dịch vụ vận chuyển. Người đàn ông hành hung cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk trong tình trạng say xỉn. Chiều ngày 9 tháng 4, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc thông tin đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1975, xã Ea Tiêu, huyện Cư Yên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7 tháng 4, một tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắc đang làm nhiệm vụ tại khu vực km số 2 quốc lộ 27 thuộc xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuật, thì phát hiện người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Người đàn ông này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời đối tượng dùng hành hung đấm trúng mặt một cán bộ cảnh sát giao thông và dùng người húc vào một cán bộ cảnh sát giao thông khác. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế bàn giao cho cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Minh Hùng. Tối ngày 7 tháng 4, sau khi uống bia với bạn bè tại thành phố Buôn Ma Thuật, đối tượng Hùng chạy xe máy về nhà ở huyện Cư Cú In. Kết quả xét nghiệm cho thấy Ông Hùng có nồng độ cồn 0,351mg trên 1 lít khí thở. Bắt đối tượng vận chuyển ma túy, Thượng úy Công an bị chém. Trước đó tối ngày 6 tháng 4, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Con Tùm, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày trên quốc lộ 24 đoạn qua xã Đắc Bà, thành phố Con Tum, tổ tuần tra phát hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, phát hiện bất thường, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên hai người điều khiển xe mô tô không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tổ tuần tra truy đuổi trên quốc lộ 24 theo hướng về phía huyện Con Rẫy, khi áp sát khống chế phương tiện dừng lại. Tổ tuần tra phát hiện người ngồi sau xe có một gói ni lông nghi là ma túy. Ngay lúc này, hai đối tượng bỏ chạy. Thời điểm này, Thượng úy Nguyễn Ngọc Quý và một cán bộ tuần tra quật ngã khống chế đối tượng ngồi sau xe. Còn đối tượng điều khiển xe máy nhanh chân bỏ chạy vào rừng. Lúc này, đối tượng đang bị khống chế có giấu sẵn một con dao trong người nên tìm cách phản kháng lấy dao cắt vào tay của thượng uy quý rồi vùng chạy dù bị thương thượng uy quý vẫn truy đuổi nghi phạm nên bị đối tượng này dùng dao chém rách phần vai và lưng áo giáp trên người của cảnh sát khi thấy các cán bộ tổ tuần tra áp sát, đối tượng này đe dọa nếu đến gần sẽ tự sát và lấy dao tự kề vào cổ mình nhằm tìm cách bỏ trốn. Đối tượng cướp xe người đi đường đang dừng gần đó để tẩu thoát nhưng bất thành. Tổ tuần tra sau đó đã bắt giữ được đối tượng, khám xét người đối tượng. Cảnh sát con tùm thu giữ thêm hai dao găm, mỗi dao dài khoảng 15cm. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng tên Lê Đức Lợi, chú thành phố Con Tum, Lợi cho biết vừa chấp hành xong án phạt tù. Thượng úy Nguyễn Ngọc Quý được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tùm, hiện sức khỏe đã ổn định. Gia đình Phật Thủ vẫn muốn di cư sau khi được hỗ trợ mua nhà. Như đã thông tin, cuối tháng 2 năm 2024, hình ảnh về gia đình Phật Thủ, 7 người trên một chiếc xe máy vượt hơn 600 km trong thời tiết giá lạnh, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook. Đó là gia đình anh Sùng Bó Tủa ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đến cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nhưng không tìm được việc làm và tiếp tục di chuyển đến tỉnh Cao Bằng. Trên đường đi, hình ảnh bất thường, 7 người trên một chiếc xe máy đã được nhiều người dân chụp lại và đăng lên Facebook. Sau đó, gia đình anh được đưa về trung tâm Hy vọng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ngoài công lập. Tại đây, gia đình anh Tủa được giúp đỡ tận tình và giúp quay trở lại Điện Biên để ổn định cuộc sống. Khi anh em ở hội thiện nguyện gửi hình ảnh và thông tin về gia cảnh của tủa, tôi đã đề nghị hỗ trợ đón về trung tâm để tôi giúp đỡ. Ít nhất thì trước mắt có thể giúp chỗ ở, cái ăn, cái mặt để năm cháu nhỏ đảm bảo an toàn và sức khỏe. Ông Nguyễn Trung Chắc, người sáng lập trung tâm hy vọng, chia sẻ. Qua lại kể của anh Tủa, anh đã mua một căn nhà 70 triệu đồng nhưng còn nợ 50 triệu nên quyết định đưa cả gia đình đi kiếm việc làm để lấy tiền trả nợ. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3, chúng tôi đã quyên góp đủ 50 triệu đồng cho anh Tủa trả nợ và khoảng 6 đến 7 triệu đồng nữa để làm lộ phí về quê. Đồng thời, trung tâm cũng trực tiếp cử đồng chí phó giám đốc đưa gia đình anh Tủa về Điện Biên bằng một chuyến xe ô tô. Ông Chắc cho biết thêm. Tối ngày 8 tháng 4, ông Trần Quyết Thắng, bí thư đảng ủy xã Lê Xu Sinh, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết. Ngày 7 tháng 3, chính quyền địa phương đã chứng kiến việc trung tâm hy vọng hỗ trợ trả nốt tiền nhà cho gia đình anh Tủa 50 triệu đồng. Tuy nhiên chỉ sau đó vài ngày, anh Tủa lại tiếp tục định đưa cả nhà đi khỏi địa phương, ông Thắng cho biết. Sau đó xã tiếp tục tuyên truyền, động viên gia đình anh Tủa ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Ngành giáo dục huyện cũng tạo điều kiện để các con anh Tủa được đến lớp. Tuy nhiên anh Tủa vẫn có ý định đưa cả nhà di cư. Anh em công an xã nói, nếu lại đưa cả nhà đi thì phải trả lại tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho trung tâm hy vọng. Sau đó anh Tủa mới để gia đình ở lại. Ông Thắng cho biết thêm. Hà Tĩnh xử phạt một tổ chức và hai cá nhân liên quan đến hai xe ô tô cùng gắn biển số xanh 38A1169. Sáng ngày 9 tháng 4, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với một tổ chức và hai cá nhân liên quan đến hai xe ô tô cùng gắn biển số nền xanh, chữ trắng 38A1169 theo đó, Công an thành phố Hà Tĩnh xử phạt trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh về hành vi không chấp hành thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe, mức phạt 6 triệu đồng đồng thời yêu cầu Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Tĩnh liên hệ phòng cảnh sát giao thông để làm thủ tục thu hồi theo đúng quy định, xử phạt bà Trần Thị Thanh Hoa, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, về hành vi đưa xe cơ giới có chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng một tháng trở lên tham gia giao thông, mức phạt 7 triệu đồng đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Sử phạt ông Nguyễn Duy Tuấn, về các hành vi đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thôn mức phạt 7 triệu đồng, đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông mức phạt 5 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung tịch thu biển số 38A1169 không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tịch thu xe ô tô Toyota Hiace 12 chỗ màu xám, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Đối với hành vi làm, sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định. Công an thành phố Hà Tĩnh nhanh chóng xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến hai xe ô tô, cũng gắn biển xanh 38A1169. Trước đó, dân Việt đã đưa tin, những ngày qua nhiều người không khỏi bất ngờ khi đi qua đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, phát hiện hai chiếc ô tô đậu cạnh nhau mang trung biển số màu xanh 38A1169. Được biết, hai chiếc xe mang chung biển xanh trên là Toyota 12 chỗ và xe Ford Laser 5 chỗ. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.